Tiếp tục hình ảnh hôm nay em lên hang một cái nè. Đó, con sen ha. Con lết man, là bu lết man nè. Đó. Con sen con lết man ha. Con lết man là đầu tụ lũ luôn chú chị. Sái nè. Thì con lết man này thì chiều cao em đo là 1m2 ha. Sái mặt, sái lưng là nghiêm chỉnh hết. Đây, sái lưng của chú chị. Ha. Sái lưng sái mặt nghiêm chỉnh, đầu trụ rưỡi luôn. Chân cẳng nè. Không có bú ông súng lúng xuống luộc ép xe gì hết nha. Hôm nay thì cao đo 1m25 ha. Đó. Hai bò lứa bò hết rồi chú anh chị. Con bên kia thì cũng tầm 10 tháng. Con đây thì tầm cũng 13 tháng nè. Đó, dao động ha. Đây, hai màu rực rỡ nè chú anh chị. Đúng yếm ha. Rồi, một cặp này thì anh chủ nhà anh báo giá luôn ha. Là 41 triệu. Cô chú chị, cặp này giá 41 triệu. Chân cẳng nè. Đây. Đúng yếm là không phải nói tới ha. Sai tích là em bao, đặt lỗi là em bao luôn. Lên nhận hàng thì mình kiểm tra bò ha. Đi lên đi xuống nè, chân cẳng không có bú xe gì mình nhận bò. Có ít men là rất là đẹp bò đúng nữa không? Cực kỳ luôn. Đó. Đó. Chân cẳng nè. Đây. Rúng rồi, rúng chèn hết me và rúng chèn kiểu mẫu cực kỳ luôn chú anh chị. Đó. Nè. Hình hài nè, khỏi phải chơi tới ha. Đó. Chân cẳng quay cận cảnh luôn, không có bú vấp xe xung lúng thuốc ruột gì hết. Con này như vậy. Con man hay đầu trội con xin hay rút sừng ha. Chân cẳng này thấy không? Liền lạc ha chú anh chị. Rồi, bây giờ hình ảnh không quay hết hai con rồi đó, thầy cô chú anh chị giá cả cũng báo rồi. Ha. Thầy cô chú anh chị mình cứ coi kỹ hình ảnh cái chương trình của em, thấy ưng ý được mua thì liên hệ nha. Gần đúng nè, thấy không? Trên trước trên sau kỳ luôn, lông da nhũ nhừ ha, sắc lạc luôn chú chị. Đây. Đó. Đó, hình ảnh nó gửi đầy đủ hết ha. Cô chú anh chị mình xem, nó ưng ý được mua thì liên hệ cho em ha. Xin chào cô chú anh chị đã chăn nuôi Bến Tre ha. Hôm nay em lên bò xin ha, một cái xin nghe nè. Con này thì tầm 8 tháng rưỡi ha, 8 tháng rưỡi. Đây. 8 tháng rưỡi, con này chiều cao đo không sao là 1m21 bò. Đó cô chú anh chị. Chân cẳng quan sát là hoàn thiện, không có bú ép xe xuống uống ruột hết ha. Chân trước nè. Đó. Chân sau cô chú anh chị. Rúng là rúng chèn ha, dài à. Đó, con này thì nó nằm dưới vũng sình rồi, nằm dơ đất rồi chủ nhà thôi, ít tắm lửa ha, hơi dơ chút chú anh chị. Con này tắm lên là nó bóng dữ lắm. Đó, anh đít nè. Đó. Cái sái thì em quan sát là bò cái Pusin này thì cái sái mặt, sái lưng là đều là sái chính hết nha chú anh chị. Đó. Bò thì em bao đặt lỗi nha. Đó, chân cẳng là không có bú ép xe xuống đúng khu vực gì hết nè. Đó. Đây. Giá cực kỳ hữu nghị luôn ha. Nên quay sát trước em báo giá cho cô chú gì nè. Đó. Xe lưng xe đầu nè. Đầu tụ trụ luôn cô chú chị thấy không? Đây. Xe lưng nè chú chị. Đó. Rồi. Thì con này anh chủ nhà anh bán giá là 16 triệu cô chú chị. Đó. Cái giá 16 triệu nè. Cực kỳ yêu thương không? Cái dàn yếm của nó cô chú chị lúng yếm nè, sùng sình luôn. Đó, lúng là dài. Cái 5 phân à, nó là lúng thấy không? À, dằn lúng dằn yếm là nó kéo dài từ cái gì dạ vú mà lên tới cái yếm nè, dài thòn luôn chú anh chị. Cực kỳ. Con này tương lai lên tàn cũng lớn nha chú anh chị. Đó. Đây đít nè. Thấy không? Đây trái vú nè. Đó. Đây hiện bò có giá là 16 triệu cô chú anh chị. Cực kỳ không? Đó. Em quay cái tầm xa thì cô chú anh chị thấy rõ con bò nè. Ha, chân cẳng đứng thẳng băng luôn chú anh chị. Đó. Giá 16 triệu nè. Chiều cao là 1m2 bò đi lên không dưới ha. À. Cực kỳ luôn. Nó quay tầm xa xa cho cô chú chị mình dễ đón bò ha. Đó. Cái giá chỉ có 16 triệu thôi nghe cô chú chị. Đó, bò bò của mình nuôi bao lỗ giá rất là rẻ, bò chành lành luôn, giá cực kỳ rẻ ha. Rồi giờ hình ảnh em gửi đầy đủ hết cô chú anh chị mình rồi, thì cô chú cho mình xem đó, thấy ưng ý được mua thì liên hệ cho em ha. Giá là 16 triệu cô chú anh chị. Đó. Cực kỳ không? Đây. Chân móng nè. Mặt mày ha. Cái bò này em bảo hành là không có đem bớt gì hết, không có tật lỗi gì hết nha chú anh chị. Đó. Đây. Giá chỉ có 16 triệu thôi của chú anh chị. À, giá yêu thương không? À, giờ hình ảnh phải gửi rồi ha, mong cô chú anh chị mình xem kỹ, thấy ưng ý được mua thì liên hệ cho em nha.